Xin chào tạm biệt các bác. Đây này, theo yêu cầu của bác Nga ở Quảng Ninh thì mình sẽ view cho bác cái xe. Bộ này bác đang đặt, trời thì rất tối nhưng vẫn phải làm cho các bác thôi. Đây này, bộ này là bộ 564 nhé, đời 2014 nhé. Đây, cực đẹp luôn các bác nhé. Đây em sẽ để kiểu này để cho mọi người xem. Đấy, cực đẹp luôn các bác ạ. Đấy, kẹt kỹ hết rồi, dọn kỹ rồi. Đấy, đấy, gió này, đảo này. Cực đẹp luôn. Nó không kết nối cùng nóng, nó sẽ phải tự động tắt bác nhé. Phải là lưng rồi đấy. Êm xít luôn. 564 này, 2014 này, ga G32 này. Đấy, cục nóng của nó là ở đây luôn nhỉ? Nóng lạnh luôn đây kìa. Đây, siêu đẹp nhá. Đây là bác Nga nhá. Bác Nga nếu mà xem video thì em sẽ view cho bác xem đây. Mới đẹp luôn bác nghe nhá. Viền đen đời 2014. Các bác cần cái gì thì em lại đặt, em lại đi nhặt nẻ của những người khác, cả từ Daikin. Daikin có thể nhặt nẻ những bộ đời cao để về dọn các bác. Mai kia em sẽ đặt một hai bộ đời cao của Daikin hoặc Fujitsu để em sẽ view cho các bác xem. Làm những bộ đời cao, đẹp, chất máy ok, view cho bác xem nhé. Đây là bộ của bác Nga Quảng Linh này. Đấy, cực đẹp luôn. Con này nếu tí bác xem video thì bác sẽ phải đổi luôn cho em. Đây, tí em phải lối mấy cái dây vào cho anh ấy nhé. Ok. Lối dây cho bác. Đây bác nghe nhé. Đây con này máy 9 này. Máy 9 dọn máy 9 Panasonic dọn màn hình cảnh đào 4,5 triệu các bác nhé. Bứng khiến đầy đủ cả. 4,5 triệu các bác này. Panasonic 2 triệu inverter tiết kiệm điện. Dọn màn hình cảnh đào hết rồi. Đấy. Chỉ có giá 4,5 triệu thôi. Đấy bây giờ vẫn nọ mọn phải làm rồi các bác này. Thì nó nắng lên phát này em phải làm cả đêm luôn. Thì mới kịp được. Bộ này bộ 50 của bác Thịnh. Tuy nhiên dàn xanh đen. Các bác nào mà đặt gì thì báo trước em nhá. Đây là lưu yếu muốn bộ của bác Nga. Viền đen đời 2014 các bác nhá. Đấy. Bác quay video luôn. Bộ của bác đây. Rất đẹp, tuyệt đẹp luôn. Đấy. Cực đẹp luôn. Êm xít. Bóng mịn. Bác cứ cần gì đặt cho em. Nhà em không có thì em lại đi nhặt lại của anh em thợ để dọn cho các bác. Daikin, Bala, Fujitsu, Mitsu, To, Dai. Có hết nhé. Đấy. Ok, cảm ơn các bác rất nhiều.